Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở trong Hạ Long Park, là Tuần Châu Park chứ không phải Hạ Long Park. Và hôm nay là Minh Toàn có cái dịp về với Tuần Châu Park, muốn gửi một số cái hình ảnh về đến quý bà con cô bác về phía trong Tuần Châu này. Ở đây Minh Toàn muốn lên cái khu vực này, nhưng mà khu vực này thì đang còn xây dựng nên mà không, chúng ta không được phép vào. Ví dụ như đây đấy, nó không cho là công trường đang thi công, khách không đi lối này. Và đây thì Minh Toàn đang đứng tại cái khu vực này, là khu vực mà cách cái cổng vào này khoảng chừng mấy trăm mét. Đấy, đây là cái cổng vào. Phía ngoài là cái cổng vào này, chỗ cái nhà trắng này, đấy là cổng vào đấy. Và đây là một trò chơi là chinh phục đố cao. Nhưng mà vào thời điểm này thì cũng ít người chơi. Đó. Bây giờ mình toàn sẽ đi ra thế này. Ở trong này cũng khá là nhiều trò chơi. Nhưng mà trò chơi ở đây thì theo cá nhân mình toàn cảm nhận, nếu mà các bạn mà thanh niên mà thích mạo hiểm thì các trò chơi ở trong này nó cũng không được mạo hiểm lắm. Còn nếu mà các bạn về với Hạ Long Park thì ở Hạ Long Park sẽ có nhiều cái trò chơi mà sẽ làm cho các bạn mạo hiểm hơn. Ví dụ một cái trò chơi là phi long thần tốc ở Hạ Long Park, thì ở đây là cái tàu cao tốc. Đấy. Thành ra là nó không nguy hiểm bằng cái phi long thần tốc. Và đây chúng ta thấy đây là một cái trò chơi, một trò chơi của các em nhỏ. Đây chúng ta thử lên đây xem này. Đây là trò chơi này không có người chơi này. Còn trò chơi trên này thì rất là nhiều người chơi. Đây chủ yếu là các em nhỏ thôi. Có cả một em gái mặc áo đen này cũng khá lớn rồi nhưng không biết chơi không. Áo đen quần trắng này. Có cả người lớn chơi luôn. Người lớn không chơi mà người lớn là giữ các em nhỏ để các em đấy chơi thôi. Có thanh niên cũng chơi ở trò này luôn chứ không phải các em nhỏ đâu, nhưng mà trò này thì không mạo hiểm lắm. Tại vì nếu các bạn mà muốn chơi một số cái trò chơi mạo hiểm thì trò này là chỉ dành cho các trẻ em thôi. Dừng rồi, trò này bây giờ là dừng rồi. Đấy, trò chơi nó chỉ mấy phút thế thôi các bạn, cho trẻ em mấy phút để chơi thế thôi. Em này lớn tuổi hết rồi nhưng chơi cái trò chơi em bé này. Không phải là trò chơi trẻ mà người lớn không được chơi đâu, nhiều người lớn rất là chơi trò, thích chơi trò này luôn. Thành ra là rất là nhiều bạn mà khi mà đến đây thì các bạn có thể là thử cái cảm giác mà cứ thú vị dần qua những cái trò chơi ở đây. Đây, và Minh Toàn sẽ đi ra phía ngoài này. You know.
Đây là một cái, phía trước chúng ta là một cái đài phun nước. Nhưng mà Minh Toàn vừa ở dưới đấy lên, đài phun nước đấy dưới đấy lên. Thì đài phun nước này cái hồ khá là bẩn, nước khá là bẩn luôn các bạn. Trong Hạ Long Park về xin lỗi các bạn, trong Tân Châu Park về mùa này thì không phải là mùa du lịch, chính vì thế mà rất là ít ít cái du khách về đây để tham quan du lịch và cũng ít cái trò chơi. À đấy rồi, mình toàn đang đói bụng quá, đang tìm một cái quán ăn vặt mà không biết là có hay không. Mình toàn nhìn thấy đây một cái quán ăn vặt, không biết là có những cái gì ở trong quán ăn vặt này. Hãy cùng đến đây xem nhé. Đây có cái gì ở quán ăn vặt này nào? À, đây có một món gọi là món xúc xích và nước. Nhưng mà ở đây gần ngoài cổng, còn phía trong thì mình toàn không thấy, không có thấy luôn. Em ăn cái gì? Kem một xúc xích. Để xúc xích ngon. Xúc xích này là bao tiền cái đấy chị gái nhỉ? Không biết. Để em ăn gì ấy. À, không nóng à chị? Còn nóng không? Nóng đang mất là điểm chín rồi chị. Bạn không cháy. Không nóng lắm nhỉ? Yeah. Nga ăn gì lấy đi. Ăn gì lấy? Hay lấy tiền trong ví anh cả. Trong ví sau này. Ăn kem ăn gì lắm? 20.000. Đây. Xích khá là ngon luôn. Chưa cho em hỏi cái nhà mà xây đồ khô mà hình tròn tròn bên trong kia là cái nhà gì chị nhỉ? Ở góc chéo chéo này cái nhà màu đỏ hồng ấy. À, nhà điều hành của khu này chú ở cái góc này mà có cái nhà. Dạ vâng. À, là nghỉ ăn uống trên đấy. Dạ. Xem thực cảnh nhé. Dạ. Dạ. Ngày xưa ở đấy là nhạc nước. Nhà gì ạ? Chỗ đấy là nhạc nước. Nhạc nước? À, dạ. Sân khấu lên nhạc nước mà thi hoa. À, vâng. Dạ. Năm nay thi hoa ở chỗ cá heo này. À, vâng. Đây khu cá heo mà sắp tới là thi hoa hậu. Thế bây giờ thi hoa hậu là thi ở nhà cá heo này. Vừa rồi thi đấy. À.